buổi hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các mẹ là tráo cái thẻ Glenroman trong buổi xe cho con. Thì đầu tiên là về thế giới xung quanh. Thế giới xung quanh thì các mẹ chú ý là chúng ta có bao nhiêu chủ đề thì chúng ta sẽ chia ra bấy nhiêu phân giải. Và các mẹ sẽ chia ra từng ngày nhé. Ngày đầu tiên chúng ta sẽ lấy 10 thẻ cho một chủ đề. Và sau đây chúng ta sẽ tráo. Và trước khi tráo thì sẽ nói với con rằng hôm nay chúng ta sẽ học cái này, học cái kia. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái này nhá. Hoặc là chẳng hạn thì đấy, em sẽ dạy cho con. Đầu tiên là giơ lên trước mặt bé cách tầm 40 đến 45 cm. Và đọc to rõ ràng. Em lấy ví dụ. Và nguyên tắc đọc là một giây một hình. Một giây một hình, tức là tối đa một giây một hình. Các mẹ không thể chậm hơn một giây một hình được. Và chỉ có cái thời gian khi các mẹ sửa, tức là chúng ta soạn thì cái tài liệu thì tốt nhất là các mẹ làm cái đấy trước đi. Và chỉ đến buổi giờ ra soạn sẵn hết rồi. Và chỉ việc dạy cho con thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ học về cờ nhá. Hàn Quốc, Sri Lanka, Yemen, Indonesia, Bhutan, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Myanmar. Đấy, thì giơ trước mặt bé cách 40 đến 45 cm, đọc to và rõ ràng. Và chúng ta có thể trả nhanh hơn. Hàn Quốc, Sri Lanka, Yemen, Indonesia, Bhutan, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Myanmar. Đấy, thì chú ý là khi chúng ta tráo thì cái thẻ kích cỡ 28-28 này là khó tráo nhất bởi vì nó to. Nhưng mà đối với những cái thẻ nhỏ hơn, với những bé càng nhỏ thì các mẹ làm thẻ 28-28. Còn nếu những bé lớn hơn thì chúng ta có thể làm thẻ bé hơn. Ví dụ sau 1 tuổi thì như bé nhà em bây giờ thì em có thể dùng thẻ bé dùng quen những cái thẻ này rồi. Và sau đấy thì bây giờ em có thể linh động được cái kích cỡ của thẻ là nhỏ hơn một chút. Đấy là thẻ kích cỡ A5 hoặc A4 đều được. Nhưng mà cái hình trước tiên thì các mẹ chú ý cho em là khi chúng ta cắt hình làm những cái hình thì những cái hình này cần phải rõ ràng. Đấy, rõ, to và đẹp. Và khi cầm thẻ thì các mẹ sẽ cầm đỡ một mặt dưới đấy. Và các mẹ giữ cái phần bên dưới đấy. Và chúng ta tráo thôi, ta tráo nhanh. Đấy. Và nguyên tắc tráo ở đây thì cái bộ thế giới xung quanh thì các mẹ sẽ dành như sau. Đầu tiên chúng ta buổi đầu tiên chúng ta sẽ lấy 10 thẻ cho chủ đề thứ nhất. Và các mẹ tráo cho con. Và sau đấy ngay tráo cho con 3 lần. Và mỗi lần tối đa cách nhau, tức là tối thiểu là 15 phút. Và không được ít hơn 15 phút. Và sau đấy thì ngày thứ 2 các mẹ lại thêm 10 thẻ ngày. Và tiếp tục như thế, ngày thứ 3 10 thẻ cho chủ đề khác. Ngày thứ 3 cũng 10 thẻ cho chủ đề khác. Và cũng giải tiếp tục là, tức là ngày đầu tiên sẽ là 10 thẻ này, tráo 3 lần này. Ngày thứ 2 nữa là 20 thẻ này. Và tráo 2 lần, tráo 3 là thành là 6 lần này. Và chúng ta chủ yếu là chia theo chủ đề nhé. Và tiếp tục là ngày thứ 3 cũng là 30 thẻ. Và cho đến ngày thứ 10 là 100 thẻ. 100 thẻ thì các mẹ sẽ chia ra là tráo đấy. Mỗi lần 10 giây. Và 100 thẻ là 100 giây. Chúng ta sẽ chia ra từng chủ đề đấy. Và các mẹ dạy liên tục cho em trong vòng 10 ngày. Và sau 10 ngày thì các mẹ sẽ lấy ở mỗi chủ đề ra một thẻ. Và chúng ta sẽ bỏ vào mỗi chủ đề một thẻ mới vào. Và lúc đấy thì có thể trẻ sẽ nhớ hoặc có thể trẻ sẽ quên. Nhưng tuyệt đối các mẹ không kiểm tra bé. Đấy. Thì cái các mẹ cần lưu ý là chúng ta không kiểm tra. Và nếu như khi mà bé đã quay đi, bé không học nữa thì chúng ta không dạy cho bé nữa. Bởi vì cái phương pháp này là chỉ dạy lúc bé thích thôi. Còn nếu và cái việc của người mẹ là các mẹ phải làm sao thu hút được sự chú ý của trẻ. Đấy là cái dạy về thế giới xung quanh. Còn cái thứ hai là thẻ đốt. Thẻ đốt là cái thẻ bổ thẻ chống này. Thì các mẹ sẽ dạy cho em cái từ chấm từ 1 đến 100. Và cái này thì các mẹ chú ý là đầu tiên các mẹ sẽ dạy cho em từ thẻ số 1 đến thẻ số 5. 5 thẻ nhá, bổ 5 thẻ. Chúng ta sẽ chia làm 2 bổ, không dạy như thế giới xung quanh. Cái này sẽ dạy nhỏ là làm 2 bổ. Và ngày nào cũng chỉ 2 bổ thôi. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ dạy là bổ đầu tiên là từ 1 đến 5. Và hôm nay mẹ sẽ dạy cho con về lường nhé. Thì đầu tiên là các mẹ sẽ đọc từ 1 đến 5. Nhưng ở đây em lại không phải lấy thẻ từ 1 đến 5, em lấy thẻ bất kỳ. Cho nên là em sẽ đọc là
64, 65, 66, 67, 69. Và những con số này không cần phải xếp theo thứ tự, các mẹ có thể đảo và sau đấy là chúng ta đọc, chứ không cần phải nhất thiết là nó phải xếp theo thứ tự giống nhau thì bé sẽ đoán trước được kết quả và nó sẽ không hay, bé sẽ không tò mò nữa. 63, 62, 61, 68 đấy. Và nếu như mà cái thẻ này thì khi cái số chấm nó càng nhiều thì có thể nó sẽ lấp cái chỗ này, cho nên nó sẽ hơi khó tráo đấy. 60, 63, 62, 61, 68 đấy, cái phần này nó hơi khó tráo một chút, bởi vì là nó có cái phần chấm tròn mà chấm tròn nó sẽ chiếm ở phía trên này, và nếu mà chúng ta che mất thì sẽ làm cho cái tầm nhìn của trẻ sẽ bị ảnh hưởng đấy, cho nên là các mẹ chú ý nhé. 66, 65, 64, 67, 69 đấy, chúng ta chú ý. Và cái này cũng thế, giơ trước tầm mắt trẻ cách từ 40 đến 45 cm. Và mỗi ngày, ngày đầu tiên nguyên tắc học thẻ chấm đốt như sau. Ngày đầu tiên các mẹ sẽ dạy cho bé thẻ từ 1 đến 5 và chúng ta đọc. Nhưng mà cái thẻ 1 năm không xếp theo thứ tự, ngày đầu tiên các mẹ xếp thứ tự, nhưng mà từ ngày thứ hai các mẹ sẽ phải thay đổi cho em. Đấy, thứ hai là chúng ta sẽ có thể là dạy bộ là 1 đến 1, 3, 8, 9, 10 hoặc là 2, 4, 6, 7, 5 đúng không nhỉ? Thì các mẹ có thể chia ra thành hai bộ đấy và chúng ta dạy là bộ thứ nhất xong, xong vậy thì chúng ta sẽ dạy xong bộ thứ nhất và chúng ta để xuống và sau đấy chúng ta sẽ dạy bộ thứ hai. Và cái bộ thứ nhất các mẹ sẽ dạy 1 ngày 3 lần, bộ thứ hai cũng thế, chúng ta sẽ dạy 1 ngày 3 lần và 6-5 ngày thì các mẹ sẽ bỏ ra cho em ở mỗi bộ một thẻ ra và bỏ thêm một thẻ mới vào. Và sau khi chúng ta dạy được 2 tuần thì các mẹ sẽ bắt đầu dạy phép cộng. Em lấy ví dụ ở đấy em không có thẻ nhưng mà em có thể lấy ví dụ là chúng ta dạy phép cộng thì các mẹ chú ý là đây, sau 2 tuần nhá, sau 2 tuần học về cái bộ số, tức là khi các mẹ học đến 20 ấy, thì bắt đầu chúng ta sẽ dạy cái thẻ chấm. Em hình như em nhớ mang máng là đến 20 đấy, thì là bắt đầu sẽ dạy phép cộng. Phép cộng thì chúng ta sẽ dạy 3 phép cộng 1 lần và ngày 3 lần. Đấy, tức là một ngày trẻ sẽ học được 9 phép toán cộng. Và cộng theo này học về lượng, và chú ý chúng ta sẽ dạy chấm đốt trước, không dạy về số nhá. Chúng ta dạy chấm đốt trước và sau đấy thì chúng ta mới dạy về số sau, bởi vì trẻ sẽ học lượng trước với 10 điểm số. Đấy, đây, đầu tiên nhá, em lấy ví dụ là đấy là phép toán 1 cộng 2 bằng 3 chẳng hạn, thì em sẽ đọc như sau: 1 cộng 2 bằng 3. Đấy, chúng ta nên chú ý là đọc đúng và ngày nào cũng như thế, chứ không phải là 1 cộng 2 là 3 hay 1 cộng 2 bằng 3. Chúng ta phải thống nhất là chúng ta đọc như thế nào. Và thường thì em sẽ thống nhất là 1 cộng 2 bằng 3. Đấy, còn khi sau khi bé sẽ học cái này xong rồi thì các mẹ cứ dạy xong cái này đi. Và sau 2 tuần nữa thì các mẹ sẽ bỏ phép cộng và cái bộ số cũng cứ tăng lên nhá. Sau đấy thì các mẹ sẽ bỏ cái phép cộng đi. Và chúng ta sau khi 2 tuần dạy phép cộng, chúng ta sẽ bỏ hẳn phép cộng và dạy sang phép trừ. Phép trừ cũng hoàn toàn như thế. Em lấy ví dụ 5 - 2 = 3. Đấy, 5 - 2 = 3. Chú ý là khi chúng ta dạy thì chúng ta sẽ dạy 3 phép trừ, cũng hoàn toàn như phép cộng, chúng ta sẽ 3 phép trừ 1 lần và ngày dạy 3 lần, mỗi lần cách nhau 15 phút. Các mẹ không dạy ví dụ như kiểu vừa dạy xong bé muốn học tiếp nữa, các mẹ dạy luôn là không được nhá. Chúng ta phải để cho bé như kiểu là đói ấy, dạng như ăn ấy, đói ấy, thì bé mới muốn ăn, lần sau mới muốn ăn nữa. Cho nên mà khi mà chúng ta dạy thì dạy xong rồi bé đã thích rồi thì bây giờ mình sẽ chơi, bé mà muốn đòi học tiếp thì các mẹ có thể bảo là bây giờ chúng ta sẽ sau khi con dọn bàn nhé, hoặc là sau khi con chơi trò chơi này nhé chẳng hạn, chúng ta sẽ cho bé chuyển sang một chủ đề khác mà không phải là học cái này nữa, thì lúc nào bé cũng thích cả. Còn ví dụ có những mẹ như bé nhà em đây,
có hôm dậy nhưng không hề thích tí nào. Và hôm đấy thì bé đang chơi với cái gối và cái chăn. Thế là em sẽ tìm cái bộ chăn chăn gối có tự chăn hoặc chữ gối hoặc hình ảnh với đấy. Thế là chỉ cho con luôn, đây là cái gối và mình sẽ dơ ra cái tư đấy. Cái tư đấy là chúng ta sẽ dạy là đây là cái gối và dơ ra cho bé luôn. Hoặc là đây là cái chăn dơ ra cho bé luôn. Thì trong tim, trong cái nhà mình ở lúc đấy bé chơi, bé thích mà trong ngày đấy mà chưa dạy được ấy, thì mà lúc đấy mà bé mà thích cái gì ấy thì các mẹ sẽ dựa theo chủ đề đấy để chúng ta dạy. Đấy là về từ vựng hoặc là về hình ảnh cũng được. Đấy, còn cái bộ số này thì các mẹ chú ý là chúng ta dạy bộ số trước đi, bởi vì cái bộ thế giới xung quanh một khi đã dạy rồi thì bé sẽ không thích bộ số đó. Và như em, như bé nhà em thì em cứ phải dạy kèm thế này rồi, bởi vì em không biết, em đã bị vấp phải cái nhược điểm là dạy luôn cả hai song song cho nên bé không thích. Thế xong thì là em phải kèm thế này rồi. Và dạy kèm thế này em thấy cũng được, bé vẫn nhớ tốt và không ảnh hưởng gì cả. Và em cái bộ 10 để em chia làm hai bộ, đợt đấy em chưa làm nhiều thẻ cho nên em chia làm hai bộ. Và sau đấy em dạy là Indonesia 62, Bhutan 61, Ấn Độ 68, Malaysia 66. Và nếu như mà dạy thế này thì không rời khỏi hình luôn, tức là nếu như con đã không tập trung thì mình phải tìm làm sao đấy, cách như thế nào đấy để cho con nó có thể tập trung và có thể thích học được. Còn nếu như các mẹ cứ đợt đấy em cứ dạy mỗi bộ chấm đốt không là con không thích, cứ đến thế giới xung quanh thì con ưng nhưng mà đến chấm đốt là không thích, à vậy thì chúng ta sẽ trộn hai cái vào với nhau cũng được. Đấy, đấy là hiệu quả. Còn tốt nhất thì các mẹ cứ tách ra, bởi vì như em thì không phải được, như cái bộ thẻ chữ cũng thế. Với thẻ chữ thì các mẹ lưu ý cho em là cái thẻ chữ ấy thì chúng ta sẽ dạy khác một chút nhé. Là đầu tiên các mẹ sẽ lấy nắm thẻ cho một chủ đề và chúng ta sẽ dạy cũng như thế, cũng như cái thẻ bộ số ấy, một nguyên tắc là một giấy một hình và cũng đọc nhanh rõ ràng to. Em ví dụ nhé: nồi, chảo, mâm, thớt, rổ. Đấy, cái này có thể đọc nhanh được: nồi, chảo, mâm, thớt, rổ. Chú ý là chúng ta sẽ với cái bộ thẻ chữ ấy thì đầu tiên các mẹ sẽ dạy từ đơn, và với cái thẻ chữ này thì em thấy là dạy rất là dễ, chúng ta có thể dạy ở mọi lúc mọi nơi. Ví dụ như em này đi đưa bé đi đâu ấy, chẳng hạn như xuống dưới tầng hầm để xe, nó sẽ có những cái biển báo và những cái bảng chữ. Và bây giờ bé nhà em là hầu như ở trong cái khu nhà em ở thì đã đọc được hết rồi, tức là ví dụ như xuống hầm nó sẽ có cái báo là cửa lối ra này, lối vào này, hoặc là đi lên này, đi xuống này, hoặc là cầu thang thì ở những cái cầu thang bộ ấy thì nó sẽ có là tầng 1, tầng 2, tầng 3, tức là lên xuống cái gì. Những cái đấy là mình sẽ chỉ hết, nó sẽ chứa luôn cả thế giới xung quanh và chứa luôn cả bảng số, bảng chữ. Thì dạy cái đấy cũng rất là nhanh mà không mất một đồng nào cả. Và đi chơi thì lần nào cũng thế. Hoặc là ở trong khu vui chơi thì có những cái bảng chữ, nó sẽ có ghi chữ nhá. Chữ là ví dụ như cây này là cây gì chẳng hạn, thì mình sẽ đọc to rõ ràng cho con và chỉ vào đấy, cây gì, và đọc tên, xuất xứ từ đâu, đọc luôn. Thì như bé nhà em là em thấy là bảng biển báo về các CT, như ở nhà em là nó sẽ chia làm CT1 đến CT5, và bây giờ những cái bảng báo đấy bé đọc được hết, tức là đọc gòn ngón lành rồi. Và đấy là một cách dạy thẻ chữ. Còn nếu như chúng ta không có nhiều thời gian thì các mẹ có thể chia làm ngày 3 lần. Ngày đầu tiên dạy thẻ chữ các mẹ sẽ lấy nắm thẻ. Và sau đó là chúng ta sẽ đáo: nồi, chảo, mâm, thớt, rổ. Đấy, cũng là nguyên tắc một giấy một hình, nhanh hơn một giấy một hình càng tốt. Cái này nguyên tắc là các mẹ chú ý nhé, càng nhanh càng tốt. Ngày đầu tiên nắm thẻ cho nhóm thứ nhất. Ngày thứ hai nắm thẻ cho nhóm thứ hai. Và vẫn dạy nắm thẻ thứ nhất. Ngày thứ ba nắm thẻ cho nhóm thứ ba. Vẫn dạy 10 thẻ cho ngày thứ nhất, thứ hai. Tiếp tục đến ngày thứ năm thì chúng ta sẽ có bộ 25 thẻ với 5 chủ đề khác nhau. 25 thẻ với 5 chủ đề khác nhau. Bắt đầu đến ngày thứ sáu, ở mỗi chủ đề các mẹ lấy ra một thẻ, bỏ ra ngoài và thêm 5 thẻ mới vào, cho 5 chủ đề vào.
thì chúng ta cứ dày như thế cho hết tất cả các chủ đề. Và em thấy cái việc dày thẻ này, thẻ chữ này, nếu như các mẹ dày trước được thì sẽ tốt. Còn nếu như mà chúng ta, mẹ nào mà bị vấp phải cái thẻ dày dày xung quanh rồi thì chúng ta có thể lấy cái thẻ chữ liên quan với thẻ dày dày xung quanh và các mẹ dày kèm vào cho con. Ví dụ như kiểu nắm thẻ về chó mèo lớn ga vịt ngán chẳng hạn, thì nắm thẻ tư cũng là chó mèo lớn ga thịt ngán vịt ngán, thì lúc đấy thì nó sẽ có mối liên hệ với nhau và trẻ cũng sẽ dễ hình dung hơn và cũng sẽ thích học hơn. Và chúng ta nếu như mẹ nào khắc phục mà con không thích thì cũng có thể làm một thẻ hình và một thẻ chữ, mẹ lưu ý như thế đấy, nguyên tắc nhá. Đấy, chỉ cần việc đảo thôi đấy, rất là nhanh, không hề vấp phải cái gì. Và chú ý là khi các mẹ trước khi dạy chúng ta phải tập đảo nhá, không để vấp, bởi vì lúc dạy mà vấp thì con rất không ưng đâu. Lúc dày mà vấp thì con sẽ không tập trung được, cho nên là sẽ bị phân tán tư tưởng ấy. Cho nên các mẹ chú ý là khi chúng ta dày, trước khi dày chúng ta cứ tập trảo đi đã, cho nó quen đi đã, xong để được đặt tiêu chuẩn một giấy một hình rồi thì lúc đấy chúng ta sẽ dày. Đấy, chúng là rất là nhanh. Thì cái thẻ này thì hơi khó trảo một chút, thì các mẹ tập trảo cái thẻ 2828 này. Thẻ 2828 này hơi khó trảo một chút, nên là chúng ta chú ý là trảo nhanh nhanh, càng nhanh càng tốt. Đấy, chú ý. Vậy thì hôm nay cái buổi trảo thẻ của em như thế là em đã hướng dẫn được cho mẹ dạy về cái chủ đề chữ này. Các mẹ chú ý xem chủ đề chữ này, chủ đề thế giới xung quanh này. Và chủ đề về chủ đề chữ thì em mới chỉ hướng dẫn các mẹ dạy từ đơn thôi. Con chú ý là sau khi bé học được tầm 200 từ đơn rồi thì các mẹ có thể chuyển sang dạy từ ghép. Dạy từ ghép xong một thời gian thì nếu mà vốn từ con được khá khá rồi thì các mẹ có thể chuyển thành câu. Và ở đấy thì em nói cũng chưa được đầy đủ, bởi vì là cái việc dạy con phụ thuộc vào khả năng của con nữa. Tức là con tiếp thu thế nào và con có nhanh hay không, con có thích hay không, cũng tùy vào cái việc cái sự tương tác giữa mẹ và con ấy. Cho nên là các mẹ, em nghĩ là mỗi mẹ trước khi dạy thì chúng ta nên mua một cái quyển sách như hôm trước em hướng dẫn đấy, ở cái video số 1, ở bài số 1 đấy, thì các mẹ mua một cái quyển sách để về và chúng ta đọc đi đã. Bởi vì hôm em up video đến giờ thì cũng có rất nhiều mẹ comment và hỏi, nhưng mà các mẹ cũng chưa hề đọc cái gì cả, chúng ta chỉ hỏi thôi. Thì em mong là chúng ta hãy mua sách đọc đi đã, sau đấy nếu không có gì thì hãy hỏi em sau. Bởi vì một quyển sách hết có mấy chục nghìn thôi, các mẹ mua về và chịu khó đọc đi đã nhá. Thì buổi học hôm nay đến đấy là kết thúc, và chúc các mẹ thành công.